Bệnh tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nặng đến mức độ nào, ông có thể đứng ra làm trưởng ban lễ tang cho Lê Đức Anh hay không? Tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 23 tháng 4 năm 2019 tạm thời vượt qua cơn nguy kịch, tức là không còn nguy hiểm đến tính mạng, đang dần ổn định trở lại. Tuy nhiên, quá trình này cần có thời gian. Nguồn tin từ cán bộ một cơ quan cấp cao của đảng cho biết vào đêm 23 tháng 4 năm 2019 rằng Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn phải chịu những biến chứng của lần xuất huyết não hôm 14 tháng 4 tại Kiên Giang. Một bên mồm của ông bị méo khi nói phát âm khó khăn, chưa rõ tiếng, trí nhớ của ông cũng bị ảnh hưởng. Một câu hỏi được đặt ra, mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những hậu quả để lại như là di chứng của đột quỵ, xuất huyết não nghiêm trọng đến mức độ như thế nào? Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể hồi phục sau một thời gian nghỉ dưỡng và có thể tiếp tục làm việc trở lại hay không? Nếu không thì một cuộc khủng hoảng kế nhiệm tất yếu sẽ xảy ra. Hôm nay, 23 tháng 4 năm 2019, bộ chính trị cũng đang thảo luận cùng gia đình nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh để tổ chức lễ tang cho ông. Theo nghị định 105/2012, lễ tang ông Lê Đức Anh sẽ được tổ chức theo nghi lễ quốc tang. Bộ Chính trị sẽ thành lập ban lễ tang nhà nước, trong đó trưởng ban lễ tang nhà nước là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang nắm giữ cả hai chức vụ này. Theo Nghị định 105-2012 của Chính phủ Việt Nam quy định về quốc tàng, tại Điều 7, Ban lễ tang nhà nước và Ban tổ chức lễ tàng. 1. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban lễ tang nhà nước gồm từ 25 đến 30 thành viên đại diện Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, cơ quan nơi người từ trần đã hoạt động công tác đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần. A. Ban lễ tang nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định này. B. Trưởng ban lễ tang nhà nước là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam hoặc chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một chỉ dấu sẽ cho thấy tình trạng sức khỏe thật sự của Tổng Bí thư Trọng là chuyện ông ta có thể đứng ra làm trưởng ban lễ tang hay không, đây là điều mà các chuyên gia quốc tế về Việt Nam đang hướng mắt tới. Trong cuộc thảo luận sắp xếp ban lễ tang, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh có ý kiến cho rằng, từ hôm 14 tháng 4 đến nay, khi Tổng Bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã liên tục gửi điện mừng và chia buồn với một vài quốc gia trên thế giới, nếu ông không xuất hiện trong lễ quốc tang này thì sẽ bị đặt ra mối nghi ngờ lớn về sức khỏe của ông. Trong trường hợp này, để lựa chọn một người trưởng ban lễ tang cấp nhà nước trở nên khó khăn vì người đứng đầu nhà nước, chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng đang lâm trọng bệnh, phải nằm bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khoa A11 điều trị tích cực. Nếu ông phải xuất hiện trong lễ tang thì sẽ là một rủi ro lớn cho tiến trình phục hồi sức khỏe vào thời gian tới. Tới đêm 23 tháng 4, Bộ Chính trị vẫn chưa thống nhất được người đứng đầu trưởng ban lễ tang cũng như tiếp tục phải xem xét ngày truy điệu nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nguồn tin từ cán bộ một cơ quan của đảng cho biết thêm, có khả năng nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được đưa về an táng tại miền Nam. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh, thời báo.di qua phần trình bày của Yến Nhi. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt.